Rất cảm ơn quý vị vẫn đang giữ màn hình của Đài Sài Gòn TV với chương trình An sinh xã hội và bạn với cô anh chị Hồ Quang. Và kính thưa quý vị khán giả, trước khi phần 1 kết thúc thì chúng tôi đã gửi đến cô anh chị Hồ Quang câu hỏi đầu tiên. Đó là câu hỏi về vị khán giả đã gửi về cho Đài truyền hình Sài Gòn TV về vấn đề an sinh xã hội mà bà đang phải mắc phải. Đó là bà có 4.000 đô trong nhà băng và bây giờ hãng sở an sinh xã hội đòi lại hết các tiền overpay của bà từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 2 năm 2015. Và cô anh chị Hồ Quang đang trả lời dở dang về cái cách làm thế nào để bà có thể giải quyết được vấn đề đó. Và bây giờ con xin mời cô tiếp tục. Dạ, như kính thưa quý vị, trong phần 1, phần cuối của phần 1 thì chúng tôi có chia sẻ những thành phần trong một cái bảo hiểm nhân thọ. Cái khế ước là người chủ khế ước, người được bảo hiểm và cái người thừa kế. Thì bà là người được thừa kế chắc chắn rồi. Tại khi nào bà chết thì mới cái chuyện đó mới xảy ra. Người thừa kế chắc chắn phải là con hay là một người thân nào mà bà đã chỉ định. Vấn đề đặt ra ở đây là cái người chủ khế ước, vì bà là chủ của cái khế ước bảo hiểm nhân thọ này, do đó bà có toàn quyền trên cái số tiền cash surrender value tích lũy trên cái khế ước này. Trong trường hợp như của bà mẹ của tôi, bà cụ rất nhiều tuổi, thì tôi cũng quan ngại trong cái vấn đề mà khi bà nằm xuống thì tôi sẽ lo như thế nào. Tôi là người đứng ra mua cái bảo hiểm nhân thọ đó cho mẹ tôi. Tôi là chủ khế ước. Cho dù cái cash surrender value có thể tích lũy tới 5.000, 10.000, nhưng mà tôi là người chủ khế ước, chỉ có tôi mới có quyền rút cái khoản tiền đó ra. Mẹ tôi là cái người lãnh SSI, mẹ tôi là người được bảo hiểm. Khi nào bà, chỉ biết là khi nào bà mất thì những người thừa kế mới được hưởng cái số tiền đó. Thì đối với chương trình SSI, khi cơ quan SSI hỏi thăm, phỏng vấn bà, hỏi là bà có, hỏi chẳng hạn như hỏi má tôi, bà có bảo hiểm nhân thọ không? Má tôi không có, tại vì tôi là chủ khế ước, má tôi chỉ là cái người được bảo hiểm thôi. Cho dù như tôi thưa, cái cash surrender value có thể lên tới 5.000, 10.000 mà hoàn toàn không ảnh hưởng tới cái người thụ hưởng SSI. Do đó, nhân đây cũng muốn xin thưa với quý vị đồng hương, quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An sinh xã hội ngày hôm nay, lưu ý cái việc mà nếu mà mình muốn lo cái vấn đề hậu sự đó thì nên để ý người nào nên là nên mua cái khế ước đó cho người thân của mình. Bây giờ trở lại cái câu hỏi chính, cái quan ngại của bà là bây giờ làm sao. Cái số tiền 18.000 thì tôi nghĩ rằng bà không có cái số tiền đó để trả lại cho chính phủ. Điều thứ nhất, khi mà bà bị cho biết là chính phủ trả quá cái mức mà đáng lẽ bà được hưởng, thì bà có thể xin một cái mẫu đơn gọi là request for waiver, là xin một cái đơn để xin cho người trình bày cái trường hợp là bà khó khăn. Chắc chắn là bà khó khăn rồi. Và một yếu tố nữa là bà vì vô tình, vì ngây thơ, không biết rằng mình mua cái bảo hiểm nhân thọ đó rồi hàng ngày nó tích lũy, mình hoàn toàn không biết. Đúng rồi, dạ, và đúng bà rồi. Cũng không hề có cái ý định muốn rút cái số tiền đó ra, trình bày cho người ta biết, xem coi người ta có tha được cho mình hay không. Và bên cạnh đó đó thì trong trường hợp người ta nói không, bà, chúng tôi không có miễn cho bà được một lúc 18.000, thì đề nghị với Sở An sinh Xã hội rằng bà trả góp trong cái khả năng có thể của bà. Là mình trả góp, mình bảo hiểm có Sở An sinh Xã hội có thể cho mình trả góp thêm cái tiền. Nhưng mà cái hay của Sở An sinh Xã hội so với Sở Thuế, nó hơi đụng chạm Sở Thuế chút đó rồi, cái cơ quan bà. Tôi lấy thí dụ, quý vị khai thuế rồi quý vị biết ra là mình nợ Sở Thuế bao nhiêu tiền đó. Với Sở Thuế mình không trả tiền mình nợ đúng hạn thì với thời gian cái số tiền đó có tăng lãi suất. Đúng rồi. Sở An sinh Xã hội quý vị có thể nợ Sở An sinh Xã hội nhưng mà cái số tiền nợ đó không có tăng lời, thì mình chỉ trả trong cái phần nào của mình thôi. Và đối với người khán giả này thì bây giờ bà rút 4.000 ra khỏi nhà băng và đưa cho một người con giữ hay là bất cứ người nào giữ thì được không cô ha? Thì khi bà rút cái tiền đó ra thì ở thời điểm này bà không còn cái số tiền 4.000 đó nữa, phải không? Thì bà có thể phải chứng minh với Sở An sinh Xã hội rằng bà đã chi tiêu cái số tiền đó trên một cái phương pháp rất là hợp lý cho cái
cho cái ích lợi của bản thân mình. Bà không thể nói là bây giờ tôi muốn không còn 4.000 nữa, tôi đem tôi đưa cho Andy. Không giải quyết được vấn đề. Trong trường hợp bà là cái người lớn tuổi, bà bệnh tật, bà cần có những cái gì cho nó phù hợp với tình trạng sức khỏe của bà. Chẳng hạn như là bà nhức mỏi quá, bà chịu không nổi, bà mua cái máy bắp tay bắp chân, bà phải đi xe lăn mà cái cửa vô phòng bà nó hẹp quá, bà dùng cái số tiền đó bà sửa cái căn nhà cho nó phù hợp với cái tình trạng sức khỏe đi lại cho bà sao cho dễ dàng, mở cái phòng tắm thay vì mà bà phải bước chân qua cái bồn tắm, bà có thể dùng tiền đó sửa cái bồn tắm, là bà chỉ cần mở cái cửa lăn cái xe lăn vào rồi ngồi qua cái ghế, rồi tất cả những gì mà cái gì mà làm cho cái cuộc sống hàng ngày của mình về sức khỏe, những cái nhu cầu cần thiết của mình. Chứ nếu mà bà xách 4.000 đó, bà cho Andy phân nửa, bà chia cho con bà phân nửa, cho cái đó chị Hồ Quang phân nửa luôn. Không, cô Andy Hồ Quang mà nhận cái đó là mất job luôn đó con. Thì cái nào mà bà chi tiêu cái số tiền đó nó dưới cái mức chính phủ cho phép, mà cái chi tiêu của bà phải là cái chi tiêu hợp lý cho cái nhu cầu cần thiết của bạn. À, con cảm ơn con rất là nhiều. Và cái quý vị, vị khán giả này có thể thở nhẹ nhàng hơn là mỗi khi mà nhận được cái lá thư của Sở An sinh Xã hội. Ngủ không được. Dạ đúng. Dạ đúng rồi con. Và dựa theo cái cách trả lời của cô là lúc nãy cô nói là cái nhà mình là dù bất cứ cái giá trị cái nhà mình là bao nhiêu đi nữa thì Sở An sinh Xã hội vẫn không tính và không ảnh hưởng gì, đúng không cô hả? Cô nói thí dụ nhé, có nhiều trường hợp là chẳng hạn như một người có một cái căn nhà khang trang 300.000, 300.000 nhiều lắm hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lúc mà còn trẻ đó thì cố gắng làm pay off cái nhà. Rồi bây giờ tới lúc già thì mới đâm ra là hết tiền, thì mình mới phải đi xin SSI. Thì mặc dù mình sở hữu căn nhà 300.000, mình ở trong căn nhà đó, mình chỉ phải đóng thuế, mà mình trên 65 tuổi thì mình đóng thuế cũng ít ỏi thôi. Thì trong cái khả năng của mình thì fine, ok. Nhưng mà bây giờ cũng một cái căn nhà 300.000, hồi 60 tuổi cái mình ham vui, mình mua căn nhà 300.000, một tháng tiền nhà phải là $2,000. Rồi bây giờ mình tới cái tuổi già, mình đi xin tiền SSI. SSI, một cái chi phiếu tối đa của chương trình SSI bây giờ chỉ có 733 đồng một tháng. Mà mình nói mình ở có mình trong căn nhà đó, rồi làm sao? Làm sao mình đủ tiền mình trả tiền nhà? Thì số tiền mortgage là 2.000, cái chi phiếu của người đó chỉ có 733 đồng. Hỏi rồi làm sao bà có đủ tiền bà trả tiền nhà? Nói Andy nó cho tôi cái phần sai việc. Thì cái tiền mà Andy cho đó thì tính là lợi tức. Thì cái đó cũng không được. Mặc dầu chiếu theo luật thì cái căn nhà của mình sở hữu, cái căn nhà đó mình ở trong thì mình không có bị tính là tài sản. Nhưng mà cũng tùy thuộc theo cái hoàn cảnh. Nếu như trường hợp số 1, mình trả hết căn nhà, mình chỉ đóng thuế, mình có đủ khả năng trong cái 733 đồng một tháng mình trả tiền thuế, tiền bảo hiểm v.v. Mình đủ tiền mình trả thì mình có quyền ở trong căn nhà đó. Hay là nếu mình là chủ căn nhà, rồi mình nhắm là cái tiền mortgage là 2.000 một tháng, mình ở một mình không xong, mà nhà tới 4 phòng, kêu Andy tới sinh viên tới xe một phòng đóng 500, một em nữa tới đóng 500, em thứ ba đóng 500, phải không? Thì cái người chủ nhà ở có một phòng thì người chủ nhà chỉ chịu trách nhiệm có 500 thôi, thì cái đó được. Nhưng mà nếu mà người chủ nhà nói là tôi còn cái nợ mortgage một tháng 2.000 mà tôi chỉ có 700, thì cái đó mình không giải thích được số tiền ở đâu mình có để mà mình đủ trả cái mortgage hàng tháng. À, nhưng đối với là một vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình là bà muốn đổi nhà với người con thôi. Cái giá trị thì nó như nhau nhưng mà nhà to nhà nhỏ thôi đó cô. Thì nhưng mà từ nhà to nhỏ qua nhà to hay từ nhà to qua nhà nhỏ? Từ nhà nhỏ qua nhà to. Ok. Dạ, tại vì người con gái là nói nhà nó to quá, người con gái không có lo nổi nữa, thì bây giờ muốn đổi là cho ông bà về đó ở. Thì có không biết rõ ràng thì ông bà có trả tiền hết chưa hay là như thế nào đó, nhưng mà nó cũng không có cái liên quan gì, đúng không? Còn không có cái, thì tùy thuộc là cái tiền mà ông bà đang lãnh là tiền gì.
Nếu ông bà lãnh tiền hưu thì ông bà muốn đổi qua đổi về, muốn bán đi muốn mua, hay là bán đi rồi không mua, hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết. Okay. Tại vì cái tiền hưu đó là quyền lợi của mình, do đó không có một cái ấn định, một cái giới hạn về tài sản. Mình có một căn nhà cũng không sao, mình có hai ba căn nhà cũng không ảnh hưởng. Trong trường hợp mà ông bà đang lãnh SSI thì sẽ có những cái ràng buộc về mặt tài sản. Như chúng tôi có dịp thưa với quý vị, mình có một căn nhà, mình ở trong căn nhà đó, tốt, không sao hết. Nhưng mà nếu mà mình đổi qua một căn nhà thì cái thời gian mà quý vị bán một căn nhà rồi đi mua căn nhà mới đó, quý vị sau khi mà bán căn nhà đó, có ý định bán căn nhà, thì quý vị nên báo cho Sở An sinh Xã hội biết là tôi định bán cái căn nhà cũ và định mua cái căn nhà của con tôi. Thì quý vị sẽ có một cái thời gian là 3 tháng để làm cái việc mua bán của căn nhà cũ qua căn nhà mới. Còn nếu mà quý vị nói là tôi bán căn nhà rồi tôi bỏ tiền cất túi đi chơi, thì cái tiền bán căn nhà đó bị coi là tài sản của quý vị. Và nếu trên 2.000 cho một người, trên 3.000 cho một đôi vợ chồng, thì quý vị sẽ mất đi cái trợ cấp SSI. Cảm ơn cô. Và quý vị xin nhớ là tiền SSI có gọi, có thể nói là tiền già và tiền hưu, thì hai tiền là hoàn toàn khác nhau, và hai cái cách tính tài sản của mình cũng một bên thì gọi là quyền lợi, một gọi là trợ cấp. Dạ đúng rồi. Và trợ cấp thì chúng ta phải bị hạn, bị Sở An sinh Xã hội tính toán về cái tài sản của mình, đúng không cô? Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi có chương trình An sinh Xã hội và bạn, để cùng giải thích cho quý vị nghe rõ hơn về vấn đề đó. Và xin thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình lần sau. Xin kính chào, tái ngộ.